Hiện có trên 100 nghiên cứu vaccine trên thế giới để chống lại virus SARS-CoV-2, trong đó 8 công trình tiến hành đến giai đoạn thử trên người. Bà Suchinda Malaivisitnon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Linh trưởng của Thái Lan cho biết, mục tiêu của nhóm các nhà khoa học Thái Lan là tìm ra vaccine có giá thành phù hợp hơn với thu nhập của người dân Thái Lan và các nước trong khu vực. Chúng tôi nghĩ là sẽ đạt được kết quả đó trong 12 đến 18 tháng. Trước khi tiêm thử vaccine lên nhóm 13 con khỉ macaca đầu tiên, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên chuột. Đề tài nghiên cứu của họ được thực hiện thông qua hợp tác với Đại học Pennsylvania của Mỹ, sử dụng một công nghệ mới chưa từng dùng trong sản xuất vaccine. Kỹ thuật có tên ARNm được các nhà nghiên cứu Thái Lan sử dụng là chép một phần trong mã di truyền của virus nên không thể gây bệnh. Phương pháp bào chế vaccine hướng tới mục tiêu cung cấp cho cơ thể thông tin cần thiết để nó tạo ra kháng thể chống virus.